Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy nhé. Nguyễn Phong Hồng Duy được biết đến với nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đá bóng. Ngoài ra, anh còn kinh doanh riêng và thành lập thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Vậy Nguyễn Phong Hồng Duy là ai? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp thông qua bài viết của Tâm Phúc TV. Nguyễn Phong Hồng Duy là ai? Nguyễn Phong Hồng Duy là cầu thủ xuất sắc của làng bóng đá Việt Nam. Anh có xuất thân từ lò đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Nguyễn Phong Hồng Duy cùng lứa với U19 Việt Nam. Anh chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và vị trí hậu vệ trái cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Phong Hồng Duy sinh năm bao nhiêu? Nguyễn Phong Hồng Duy sinh năm 1996. Năm 2007, Hồng Duy gia nhập vào đội năng khiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Không lâu sau đó, huấn luyện viên Jeong Rae-ken đặt cách đưa anh tập cùng với lứa học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Qua đó, anh trở thành học viên của khóa 1 học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Từ khi lứa cầu thủ học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG lên đội tuyển U19 Việt Nam, tên tuổi của Hồng Duy bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Nguyễn Phong Hồng Duy quê ở đâu? Nguyễn Phong Hồng Duy quê ở huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đang sinh sống và thi đấu tại Gia Lai. Chân sút nổi tiếng người Bình Phước là người có lối sống giản dị, rất yêu thương gia đình và kín tiếng trong chuyện đời tư. Mỗi lần anh thi đấu xa nhà hay sang nước ngoài thi đấu, anh thường bắt xe về thăm bố mẹ rồi sau đó về Gia Lai tập luyện. Biệt danh của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy là gì? Biệt danh của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy là Duy Pinky. Tên gọi này xuất phát trong hoàn cảnh khá bất ngờ. Khi những fan hâm mộ có một người gọi anh là Duy Pinky, anh cảm thấy tên gọi này thú vị và lạ nên quyết định dùng biệt danh này. Tên gọi Duy Pinky cũng được đặt tên cho shop online mà anh đang kinh doanh. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai có niềm đam mê lớn với lĩnh vực kinh doanh sau môn thể thao vua. Cửa hàng online của cầu thủ này chủ yếu là buôn bán các sản phẩm mặt hàng son, mỹ phẩm làm đẹp. Nguyễn Phong Hồng Duy cao bao nhiêu? Nguyễn Phong Hồng Duy cao 1m68. Hồng Duy chia sẻ niềm đam mê bóng đá trong anh được kế thừa từ chính bố mình. Bố của Hồng Duy từng là tuyển thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Sông Bé cũ những năm 1970-1980. Bên cạnh đó, Hồng Duy cũng được bố mình truyền ý chí bóng đá từ khi còn nhỏ. Ông cũng là người nâng đỡ và ủng hộ Duy phát triển năng khiếu bóng đá của mình. Nguyễn Phong Hồng Duy nặng bao nhiêu? Nguyễn Phong Hồng Duy nặng 66kg. Khi đá giải U21 báo Thanh niên 2014 ở vị trí tiền vệ, chàng cầu thủ trẻ Hồng Duy đã tỏa sáng sau thời gian dài luyện tập. Anh đã liên tiếp đem nhiều cú sút lập công cho đội tuyển U19 Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù phong độ chưa ổn định, nhưng cái tên Hồng Duy vẫn được gọi tên ở đội tuyển U23 Việt Nam. Đến nay, Hồng Duy vẫn là cái tên được nhiều người biết đến và sở hữu nhiều fan hâm mộ. Đội bóng hiện tại Nguyễn Phong Hồng Duy tham gia là gì? Đội bóng hiện tại Nguyễn Phong Hồng Duy tham gia là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, U19 Việt Nam và U23 Việt Nam với vị trí là hậu vệ. Nguyễn Phong Hồng Duy được người hâm mộ Việt Nam gọi là Gareth Bale U19. Nguyên nhân là do anh có khá nhiều điểm tương đồng với Gareth Frank Bale. Gareth Frank Bale là một cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur, tham gia Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Ban đầu, Nguyễn Phong Hồng Duy được xếp đá ở đội năng khiếu. Ít lâu sau, Hồng Duy được huấn luyện viên Rae-ken đặt cách đưa vào thi đấu cùng học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng, được gọi lên khoác áo U19 Việt Nam. Đến giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh niên 2014. Khi được trả về đá tiền vệ, Hồng Duy bất ngờ tỏa sáng rực rỡ trở lại. Anh liên tiếp lập công, khiến mọi hàng thủ hoang mang và cùng U19 Hoàng Anh Gia Lai vô địch. Hoạt động bóng đá tại Hoàng Anh Gia Lai. Khi bước vào V-League, Hồng Duy lại bị đẩy xuống đá hậu vệ cánh một lần nữa. Cầu thủ 19 tuổi tỏ ra non nớt tại đấu trường khắc nghiệt, thua kém rõ rệt khi phải đối đầu với Tây. Dù vậy, thể hiện chưa thật ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Hồng Duy vẫn được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Trong đợt triệu tập đội U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai áp đảo trong danh sách được triệu tập, trong đó có Hồng Duy. Nhưng trong quá trình tập luyện, Duy bị chấn thương nên không thể tham gia vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28. Thành tích của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy. Thành tích của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy trong hoạt động sự nghiệp rất vẻ vang. Anh và cả đội chinh chiến với lối chơi hết sức điêu luyện. Thành tích mà cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy đạt được bao gồm:
U19 và U21 Hoàng Anh Gia Lai, giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2014-2015. U19 Việt Nam, Á quân giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2013-2014. Á quân Cúp Hassan Al-Bolkiah 2014. U23 trên Olympic Việt Nam, hạng 3M15 không cúp 2017. Huy chương đồng bộ môn bóng đá Nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2015, Á quân giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. Đội tuyển quốc gia Việt Nam, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018. Á quân Cúp Nhà Vua Thái Lan 2019. Bật mí thông tin Nguyễn Phong Hồng Duy và bạn gái hot girl. Bạn gái Nguyễn Phong Hồng Duy là ai? Tên gì? Bạn gái của Nguyễn Phong Hồng Duy tên là Lục Bảo Trang, cùng quê hương Bình Phước với anh. Lục Bảo Trang sinh năm 1997 và là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hồng Duy chia sẻ, bạn gái của anh rất dễ thương, tốt bụng và giỏi kinh doanh. Còn nhớ sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, Hồng Duy dù giấu rất kỹ, nhưng cuối cùng cũng bị fan phát hiện câu chuyện tình yêu với cô bạn gái xinh đẹp Lục Bảo Trang. Chuyện tình đẹp của Nguyễn Phong Hồng Duy và bạn gái không công khai chuyện tình cảm, thậm chí còn chẳng làm bạn trên Facebook. Nhưng Bảo Trang và Hồng Duy vẫn khéo léo khoe tình yêu lãng mạn. Bảo Trang và Hồng Duy vốn là bạn thanh mai, trúc mã. Họ sinh ra và lớn lên cùng xã tại Bình Phước. Họ từng rung động với nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp của tình yêu tuổi mới lớn. Sau 5 năm lạc mất, Bảo Trang và Hồng Duy vô tình gặp lại. Rung động đầu đời một lần nữa tìm đến và họ quyết định yêu nhau một cách nghiêm túc và trưởng thành. Đồng thời Bảo Trang hoàn toàn ủng hộ niềm đam mê của bạn trai, chấp nhận toàn bộ những điểm tốt lẫn xấu của chàng cầu thủ ấy. Mong rằng những thông tin mà Tâm Phúc TV cung cấp trên đây sẽ giúp bạn biết được Nguyễn Phong Hồng Duy là ai. Đồng thời biết thêm nhiều thông tin thú về cầu thủ này cũng như mong anh đóng góp nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa cho nền bóng đá nước nhà và giữ phong độ thi đấu tốt.